hôm nay Phước Sửu sẽ review cho cả nhà biết được là cái tiến độ dự án GS Metro City, hay là còn gọi là dự án Zai Gai Nhà Bè, đến đâu và sắp tới là những công trình hạng mục nào sẽ được hoàn thiện. Thì mọi người cùng với Phước Sửu bay và livecam và cảm nhận về cái tiến độ cực kỳ thần tốc của dự án này nhé. Gần đây nhất thì dự án Zai Gai Nhà Bè, hay còn gọi là dự án GS Metro City, thì được rất là nhiều khách hàng quan tâm. Thì hôm nay Phước Sửu sẽ điểm qua một số cái tiến độ về cơ sở hạ tầng và những cái tiến độ xây dựng của dự án GS Nhà Bè. Cái vấn đề đầu tiên Phước Sửu đang đề cập đến đó là vấn đề hạ tầng. Thì dự án đã triển khai với con đường 10m song song với đường Nguyễn Hữu Thọ và có vỉa hè trồng rất là nhiều cây cau vua ven đường. Dự kiến sau là một cái con đường là nơi đổ xe mua sắm sầm uất của các căn shop house của dự án GS. Dọc theo có trục đường Phạm Hữu Lầu, như Phước Sửu đang bay livecam thì đang mở rộng lên đến 40m. Tiến độ xây cầu Cống Dinh thì được xây dựng với tiến độ rất là nhanh. Thì hiện tại đang đổ dầm thì tiến độ gần như cũng được khoảng 4-50%. Sau này cư dân sẽ không còn đi cây cầu cũ nữa, mà sẽ có một cây cầu mới rộng hơn, đẹp hơn, và lại là một cái địa điểm check-in rất đẹp, tuyệt vời của cái dự án Zai Gai Nhà Bè. Còn về hành lang lưới điện thì đang được âm theo trục đường Nguyễn Hữu Thọ, Phạm Hữu Lầu, và sắp tới ban quản lý đường điện Nhà Bè đấu nối âm ha, cho tất cả các đường điện để trả lại mặt bằng cho dự án Zai Gai Nhà Bè. Chắc chắn sau này dự án thì không còn cái đường điện cao thế như hiện nay, và việc hoàn toàn âm cái lưới điện sẽ sớm nhất để cho chủ đầu tư kịp bàn giao nhà vào đầu năm 2023 như trong hợp đồng đã ký kết. Và có một cái điều đặc biệt nữa là cái phân khu thứ hai mang tên là Zai Edu County, phân khu giáo dục, đang được san lấp mặt bằng và rất là nhiều máy móc đưa vào thăm dò móng thi công trên đường Phạm Hữu Lầu. Với cái phân khu này thì chủ đầu tư sẽ đưa ra rất là nhiều lốc căn hộ và nhiều trường học quốc tế. Có một cái thông tin mới nhất đó là sẽ có một cái trường quốc tế Mỹ với tên là Chadwick, với quy mô lên đến hơn 5 hecta. Và trường quốc tế này sẽ tuyển sinh từ lớp 1 đến lớp 12 và sẽ được xây dựng trên khu đất Zai Edu County này. Về hạ tầng nội khu thì tương đối hoàn thiện. Tất cả các con đường được lót gạch và làm vỉa hè, trồng rất là nhiều cây xanh và lắp đèn chiếu sáng. Vỉa hè thì đối với chủ đầu tư thì làm rất là kỹ nha quý anh chị. Được đan thép nè, đổ bê tông và rất là kiên cố, làm cho nó hạn chế tình trạng là giống như là khi mà xe cộ di chuyển thì nó bị bể nát, hay là nó bị giống như những cái dự án khác là cái vỉa hè nó không được đẹp. Còn hệ thống gạch trang trí ở đây thì rất là đắt tiền và được thi công một cách tỉ mỉ. Như Phước Sửu bay livecam thì mọi người thấy rõ này, là gạch ở đây là được công nhân thi công rất là tỉ mỉ, khéo léo, và gạch ở đây là rất là nhiều màu sắc và đa dạng, và làm cho cái dự án nó rất là đẹp và rất là kỳ công ha. Hệ thống thoát nước thì đầu tư rất là bài bản. Các nắp cống của dự án thì được chủ đầu tư công phu đến nỗi là sản xuất hàng loạt và có in logo của chủ đầu tư lên tất cả các nắp cống thoát nước. Về Clubhouse 32 được xây dựng gần như là xong phần cứng rồi, lên tầng 2 rồi và đang hoàn thiện các công trình cơ bản giống như là hồ bơi, sân tennis, phòng tập gym, quán cà phê, sân vườn và đặc biệt là hầm rượu dưới đất, dự kiến sẽ là hoàn thành sớm nhất vào quý 4 năm nay. Các căn nhà phố, thương mại shop house thì gần như là hoàn thiện xong hết tất cả phần móng rồi. Một số căn là bây giờ đã cất nóc và đang hoàn thiện mặt ngoài, như sơn tường, dán đá bóng kiến, gạch men, cửa chính và tất cả các cửa sổ được thi công rất là ngăn nắp, sạch sẽ. Và hiện tại là tất cả các công nhân đang thi công trần nhà cho một số căn đã cất nóc. Còn những căn nhà phố thì cũng hoàn thành xong phần móng rồi,
những căn nhà phố thì với diện tích là 7 nhân cho 17, một trệt hai lầu, thì một số căn như Phước Sửu đang bay lay cam thì ở đây là đã cất nóc xong rồi, và một số căn đang hoàn thiện và dự kiến sẽ có một vài căn sắp tới sẽ làm nhà mẫu tại dự án. Mỗi căn, mỗi loại hình sẽ có một mẫu nhà. Những căn biệt thự bờ sông thì cũng có vài căn đã cất nóc, đã sơn tường, làm cửa, sân trước và sân sau cũng đang được hoàn thiện và trồng cây. Những căn biệt thự bờ sông với diện tích 300 hoặc là hơn 300 mét vuông là cũng đã cất nóc và thi công từ phần hoàn thiện bên ngoài, và bên trong thì cũng đang làm phần trần của căn nhà ha. Mọi người thấy rất là rõ, công viên bờ sông là gần như hoàn thiện đến 60-70% rồi. Lót gạch men rất là đẹp nè, lắp đèn chiếu sáng, hệ thống cấp thoát nước thì đầy đủ, và một số cái lối đi thì được lót đá, lót gạch, trang trí và trồng rất là nhiều loại cây. Có thể là trong một vài tháng nữa là cái công viên này là cũng hình thành lên và lên rất là đẹp. Nói chung là toàn bộ dự án là cũng đã hoàn thành đến khoảng 70-80%. Còn một số căn thì lý do là vướng đường điện cao thế chưa có thể là thi công lên cao được, nên là chủ đầu tư sẽ xây dựng sau và bàn giao sau. Còn một số căn thì cũng có thể sớm hơn cái lịch trình bàn giao nhà, đó là vào cuối năm nay, có thể bàn giao sớm hơn ha. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đã xem qua kênh của Phước Sửu. Để có nhiều thông tin hơn về cái dự án hoặc tiến độ thì inbox ngay cho Phước Sửu. Phước Sửu sẽ cung cấp nhiều thông tin đầy đủ, và cái phân khu mới nhất là phân khu căn hộ nằm ở mặt tiền Phạm Hữu Lầu. Và quý anh chị muốn ký gửi sản phẩm, chuyển nhượng, mua bán những căn nhà phố, biệt thự, shop house thì liên hệ ngay với Phước Sửu. Phước Sửu sẽ cung cấp ngay cái thông tin và có thể là có một list danh sách đầy đủ để gửi cho ngay quý anh chị. Quý anh chị có thể là chọn là một nơi vừa đầu tư và ở rất là thuận tiện. Rồi, xin cảm ơn quý anh chị và các bạn đã xem kênh. Hẹn gặp lại quý anh chị ở nhiều video sau. Quý anh chị nào cảm giác thấy video của Phước Sửu bổ ích thì nhớ đăng ký kênh và cho Phước Sửu một cái bình luận ở dưới nha. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại cả nhà.